Hôm nay mình sẽ cùng tái hiện lại trận ngược dòng siêu kinh điển của MU trước Liverpool. Đây là một trận đấu thật nhiều cảm xúc, mà mình nghĩ người nhiều cảm xúc nhất đó chính là các cầu thủ MU và cả những người yêu đội bóng áo đỏ này. Và hãy cùng chờ xem ngày hôm nay chúng ta sẽ tái hiện trận đấu như thế nào. Trước mắt chúng ta là thử thách của Scandinavia đang có 2 bàn thắng cho MU và 3 bàn thắng cho Liverpool. Và chúng ta cần một bàn thắng của Rashford và một bàn thắng của Diallo để có thể lặp lại cú ngược dòng siêu kinh điển. Đây, Rashford của chúng ta, còn đây là Diallo. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. À, vừa mới vào trận đấu thì chúng ta đang bị dẫn trước là 3-2 các bạn. Và trận đấu đang diễn ra ở phút thứ 107. Chúng ta còn 13 phút để tái hiện cái pha ghi bàn của Rashford và cả Diallo. Và bây giờ là Rashford kịp không? Phút 110 rồi các bạn. Rashford một à không, ba điều cho các bạn, xin lỗi các bạn, mình nhầm nha, ba điều rồi. Đây, phút thứ 112 và bạn Rashford đã lặp lại được bàn thắng ở thực tế nha các bạn. Đây, ở thực tế thì Rashford đã ghi bàn ở phút thứ 112. Và bây giờ chính là Diallo, chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu Diallo có tỏa sáng như trong trận đấu. Thì Magai, quá hay, mau mật bóng rồi, vẫn là mau, Mason mau. Một pha tạt sang cánh cho Diallo. Diallo đang dốc bóng thôi các bạn. Vẫn là Diallo, kịp không? Cậu đang thay cảm đứng xét. Diallo, 4-3 rồi các bạn, vào phút thứ 120 cộng 1 thôi các bạn. Chính xác là chúng ta đã lặp lại được đúng cái cú ngược dòng kinh điển của Man U cách đây vài hôm nha các bạn. Đó, và có vẻ như chúng ta không đủ giờ để lặp lại cái thẻ đỏ của Diallo rồi các bạn. Vâng, trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 4-3 nghiêng về Man U. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trận đấu. Đó, các huấn luyện viên bắt tay nhau các bạn, thầy 10 và chú Van Galop các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác. Xin cảm ơn.